Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh C Review. Thì hôm nay trên cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách thêm chữ trên một tấm ảnh sao cho nổi bật. Thì các bạn có thể nhìn trên cái màn hình điện thoại của mình đây. Thì chắc hẳn bạn nào mà có sở thích nhiếp ảnh đấy, muốn thêm những cái đôi chữ câu thành ngữ ở trên một cái tấm ảnh cho nó nhìn cho nó hay ho hơn ấy, các bạn cũng sẽ tìm một cái app để thêm chữ, nhưng mà cách thêm và sao cho nó nổi bật thì đôi khi có những app thêm cái mẫu chữ nó sẽ rất là ít, tạo cho các bạn không có nhiều lựa chọn ấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm chữ trên một cái app mà trước đó mình cũng làm một cái video về cái app đó rồi. Đó chính là cái app này các bạn. Đây chính là cái app PicsArt này. Đó thì cái app này trước đó thì mình có làm một cái video hướng dẫn mọi người cái cách chỉnh ảnh ở trên cái app này. Đó thì và hướng dẫn mọi người cách tạo logo trên cái app này nữa nhé. Logo bằng chữ ấy, thì mình còn một cái diện logo biểu tượng tròn vuông nữa mà mình chưa hướng dẫn mọi người làm trên cái app này. Thì sau thì mình sẽ ra video sau, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách thêm chữ trên chính cái app này nữa. Đó thì đầu tiên mình sẽ quay về đây cho các bạn xem. Thì ở đây mình có một số cái tấm ảnh mình đã thêm chữ, chẳng hạn như là các bạn làm YouTube thì cũng có thể dùng chính cái app đó để làm những cái intro ảnh như thế này. Thì đây là một cái intro ảnh về cái diện công ty, một cái kênh vlog về công việc và review công ty của mình có tên là Biển Vivo TV. Thì các bạn có thể vào chính cái kênh đó để đăng ký giúp mình và ủng hộ mình nhé. Thì đây là một cái ảnh mình làm về cái công ty này. Đó thì mình đã thêm những cái chữ ở trên đây đó, để sao cho nó nổi bật. Đó, bên này nữa là một cái ảnh mình làm về review một con dao trên chính cái kênh C Review. Đó thì các bạn thấy là mình thêm những cái chữ này ở trên đây, trên chính cái ảnh này để làm ảnh intro. Đó, và tiếp theo là cái ảnh này, là cái ảnh đi phượt của mình chụp cho một đôi nam nữ từ hồi mình vẫn còn hay đi tour. Đó thì mình sẽ thêm mấy cái chữ này, đưa nhau đi trốn trước khi cả hai chung một nhà này. Đó, ngoài ra thì đây là cái ảnh chụp mình. Đó, mình cũng thêm như vậy. Đó, đưa nhau đi trốn, muốn đi nhưng mà tiền không có. Ok, và đây là một cái ảnh nữa, mình cũng thêm chữ. Đó, thì cái xu hướng mà thêm chữ vào ảnh này nó cũng có từ rất lâu rồi, từ ngày xưa mà hồi 2000 trước 2010 mình xem những cái tấm ảnh Hàn Quốc ấy, nó nhìn nó thơ mộng mà thêm chữ mình cũng rất thích. Nhưng lúc đấy thì do công nghệ và cái hiểu biết nó chưa nhiều đấy, thì sau đó thì mình vẫn cứ thích thêm chữ. Chẳng hạn như đây là mình chụp trên Mù Quang Trải, mình cũng thêm là tuổi trẻ hãy cứ đi khi còn được đi này. Đó, ngoài ra đây là một cái ảnh chụp tem của mình tại Đồng Cao Bắc Giang nha các bạn. Đó thì ảnh này là gần như là mình mới làm từ khi mình mới biết chút về ảnh đó, mình đã làm cái ảnh này rồi. Đó, và đây một cái ảnh này chụp trên đỉnh núi Hàm Lợn, Sóc Sơn. Đó, ok, giờ thì đó là những cái ví dụ về những tấm ảnh. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ quay trở lại cái app này, thì để mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thêm ảnh sao cho nổi bật, thêm chữ sao cho nổi bật trên một tấm ảnh nhé. Thì đầu tiên thì mình cũng đã tải cái app này về từ lâu lắm rồi. Đó, mình sẽ kích vào. Ok các bạn, thì sau khi vào thì đây là giao diện chính của app, các bạn vẫn kích vào cái dấu cộng này nhé. Đó, để các bạn chọn ảnh. Thì ở đây các bạn sẽ chọn lấy một tấm ảnh đi. Mình đã chuẩn bị trước cho một cái tấm ảnh rồi. Đó, mình sẽ tìm cái tấm ảnh đó. Có lẽ mình tìm theo album rồi, mình đã cho nó vào một cái album rồi. Đây, chính là cái album vừa xong ấy. Và trong này nó có một cái tấm ảnh mà mình chưa thêm chữ nha các bạn. Đây chính là cái tấm ảnh này của tem mình. Đó, các bạn thấy chưa?
Đây chính là một tấm ảnh mình chụp cả tem mình khi đi tour tại thác Bản Dốc. Ngày xưa thì cứ đồng phục áo cờ quần rằn di đó. Đây chính là mình nha các bạn. Ok, thì giờ thì cái tem của mình ngày xưa đi tour đó chính là tem phượt Hà Bắc. Ở Hà Bắc tức là giữa là cái tên cũ của Bắc Giang và Bắc Ninh ấy. Thì ngày xưa thì bọn mình hay đi theo tem, mặc quần áo như thế này thì chụp tại thác Bản Dốc. Thì giờ mình muốn thêm một cái tên club của chúng mình lên, đó chính là tem phượt Hà Bắc. Thì giờ thì mình sẽ vào đây, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thêm chữ sao cho nổi bật. Thì hiện tại là ảnh này mình cũng đã edit cho nó màu nó tươi lên rồi, giờ thì mình phải thêm chữ. Thì mình sẽ thêm một cái chữ tem chữ phượt Hà Bắc ở lên đây đấy. Mình sẽ thêm chữ phượt Hà Bắc vào. Đó, hoặc là Hà Bắc tem đi cũng được, hay là cả lắp phượt Hà Bắc đi. Đó thì như thế này. Thực ra thì nếu mà các bạn trên cái A này nó không được Việt hóa hoàn toàn. Đây các bạn có thể thấy này, phần chữ ư, chữ ơ và dấu năng hay chữ á thân sắc vào thì nó chỉ thuần trên cái bản tiếng Anh thôi. Nên nếu mà các bạn chỉ viết phượt Hà Bắc vào thì nó không hay. Nhưng mà như thế này thì các bạn lại phải chọn cái mẫu chữ làm sao cho nó hợp lý nhất, chứ như thế này nó không được đẹp cho lắm nha các bạn. Đó, thì ở đây sau khi các bạn thêm chữ như này rồi, các bạn có thể ra đây. Ở đây thì mặc định từ đầu nó sẽ là chữ màu đen. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn mẫu chữ đi. Đó, ở đây các bạn có thấy mấy cái vương miện như này là đều mấy chữ mất phí đó. Thì có cả chữ free trên tại app thì nhưng mà nó lại không được đẹp lắm, nhưng mà vẫn có mẫu ok. Thì các bạn sẽ chọn một cái chữ nào đó đi. Đó, đây chữ này thì mình thấy chữ này các bạn thì mình thấy có vẻ là nó chung nhất, nó không, nó nét chữ nó đều nhất, mặc dù là nó không được uốn lượn nhất. Nhưng mà đối với một cái tên thì mình nghĩ là của một club thì mình cần phải rõ ràng ấy, nên mình sẽ tìm xem một cái tên khác đi, miễn sao là nó được Việt hóa hoàn toàn, nó không bị cọc lệch như cái mẫu chữ kia. Rất nhiều mẫu chữ nha các bạn, các bạn có thể tùy ý chọn. Có lẽ là mình sẽ tìm lại một cái mẫu nào ổn nhất đi, nó nét chữ nó đều đi. Ok, mình sẽ chọn cái mẫu này. Đó, đây chính là cái mẫu mà mình sẽ chọn để gắn lên đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ cũng là chọn màu, thì mình sẽ chọn màu trắng. Đó, màu trắng tuy không nổi nhưng mà có diềm. Mình sẽ chọn cái diềm màu xanh đi. Đó, giờ thì mình sẽ nâng cái diềm này lên. Ok các bạn, thì sau khi mình vừa mới thêm cái chữ như này rồi, giờ thì mình sẽ, các bạn có thể tùy ý, có thể cho nó giữa này được, hoặc là cho nó nhỏ về, cho nó ở góc này. Đó, để làm một cái điểm ở đây. Đó, thì mình muốn cho nó chữ nó ở đây đi. Đó, mình sẽ cho to ra. Thì như thế này, các bạn nào mà thích cho chữ nó ngang như thế này cũng được. Mà các bạn muốn uốn cong nó thì các bạn sẽ kích sang đây. Đây, có chữ uốn cong này. Đó, các bạn sẽ chỉ cần thế này, hơi một chút thế này. Đó, nhìn cái tấm ảnh nó có cái tên của club mình nhìn nó rất là nổi. Mình sẽ cho nó vào đây.
Ok, thì sau khi mình vừa mới thêm chữ vượt Hà Bắc vào thì thực ra nhìn thế này nó cũng đã nổi lên cái tên của club rồi. Nhưng mà mình sẽ có một phần nữa, đó chính là các bạn sẽ thêm cái vùng tối nha các bạn. Đó, để tạo cái bóng, thì các bạn sẽ chỉnh vào đây. Đó. Đây, các bạn sẽ đặt nó vào chính giữa cái tấm ảnh như này. Đó, vậy là mình đã vừa mới thêm xong một cái tên của Phượt Hà Bắc, cái club cũ của mình. Đó, thì sau khi như vậy rồi thì các bạn sẽ kích lưu thôi. Đó, thì cái tấm ảnh này nó đang thiên về một chút vuông, thì mình sẽ cắt đi cho nó về cái khổ 16.9 một chút. Đó. Rồi, ok. Đó, vậy là các bạn có thể thấy này, đây ở dưới này là một tem và trên là cái khung cảnh đằng sau là thác Bản Dốc, và vẫn để lại được một cái tên của cái club. Và cái ảnh này thì mình sẽ có thể mình sẽ thêm lên cái ảnh bìa của nhóm. Đó, thì các bạn nào mà vẫn cứ thích đi phượt thì vẫn cứ có thể tham gia với cái tem phượt này. Hiện nhóm vẫn còn đang duy trì, có thể là ít đi hơn vì bây giờ rất nhiều bạn là đã có lập gia đình rồi ấy, nên là cái thời gian dành cho đi theo tour này sẽ ít đi. Đó, thì đó là cái cách mình hướng dẫn mọi người cái cách thêm chữ. Thì các bạn có thể tùy theo những cái tư duy của bạn, các bạn có thể thêm những cái kiểu khác, tạo những cái kiểu chữ khác, sắp xếp làm sao cho nhìn nó thật đẹp như những cái tấm ảnh lúc trước mình đã cho các bạn xem ấy. Đó, thì đó là một cái video mình chia sẻ mọi người về cách thêm chữ sao cho nổi bật trên cái app PixArt này nhé. Thì video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào các bạn.